Một video vô cùng đặc biệt. Giới thiệu cho các bác hai bảng xe đang rất là hot tại đại lý xe Đào Tâm, cũng như là vô vàn những ưu đãi khi các bác mua xe luôn nha. Ngày hôm nay em sẽ có một món quà rất là đặc biệt luôn đấy ạ. Đây là bác nào đang quan tâm về hai mẫu xe cũng như là cái món quà đặc biệt của em ngày hôm nay, ở lại xem hết video nha, để được xem chi tiết về cấu hình xe cũng như là khám phá về cái món quà đặc biệt của em ngày hôm nay nhé. Bản xe đầu tiên em giới thiệu cho các bác thì sẽ là một bản xe đạp đua. Con này là Line RX550 nha các bác. Con này thì là một bản xe đạp đua rất là mới, đến từ nhà Line cũng như là thiết kế mới của năm 2024 nha các bác. Thế nên là các bác có thể nhìn thấy trên video đây, một bản xe với thiết kế dáng rất là hiện đại và được cải tiến rất là nhiều các chi tiết rồi, với mức giá thì không thể nào mà đẹp hơn được nữa nha. Bây giờ thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết về cấu hình của con Line RX550 này. Đầu tiên thì xe sẽ được thiết kế full nhôm, trọng lượng xe cực kỳ nhẹ luôn các bác ạ. Nếu mà em không nói chất liệu của xe là nhôm thì các bác sẽ thấy bản xe này là một bản xe rất là cao cấp và chắc chắn là nó sẽ được làm từ carbon luôn đúng không ạ? Nhưng con này sẽ được thiết kế full nhôm luôn nha. Trọng lượng xe cũng sẽ rất là nhẹ thôi. Ở cái bản xe này thì dây sẽ được thiết kế đi âm toàn bộ rồi. Các bác nhìn xe sẽ rất là đẹp cũng như là cực kỳ cao cấp luôn. Khung sườn xe thiết kế dáng rất là đẹp luôn này. Khung sườn xe thì được sơn cho các bác những lớp sơn rất là cao cấp rồi. Độ bóng cũng như cái độ bền màu của sơn sẽ rất là được đảm bảo cho các bác luôn nhé. Phần pô tăng và ghi đông của xe thì sẽ được thiết kế theo dạng liền, cũng như là ghi đông thì được thiết kế theo dáng ghi đông hình đầu cá mập này. Đó, cái thiết kế ghi đông dáng đầu cá mập này thì chỉ xuất hiện ở trong những cái bản xe cao cấp thôi, nhưng mà hiện tại thì Line RX550 thì đã có cái thiết kế này rồi nha các bác. Ở cái phần tay đề thì sẽ sử dụng cho các bác là tay đề lắc với hai phần lưỡi gà này, lưỡi gà to lên số, lưỡi gà nhỏ xuống số và tích hợp cùng phanh luôn. Đó, phần ghi đông đã được uốn sẵn dây uốn rồi. Dây uốn thì rất là êm, chi tiết của dây uốn rất là đẹp luôn. Nhìn dáng xe quá là đẹp, quá là hiện đại luôn đúng các bác ơi. Phần phuộc đằng trước của xe thì cũng sẽ sử dụng là phuộc nhôm nhé. Và cái phần phuộc nhôm này nó rất là to, rất là khỏe. Thế nên là các bác đi xe để chịu lực rất là tốt luôn đấy ạ. Phần phanh trước và sau của xe thì sẽ được sử dụng là phanh đĩa củ dầu. Cái bản phanh này thì vẫn sẽ đảm bảo cho các bác cái độ nhẹ này, cái độ bền cũng như là cái độ chính xác khi di chuyển nhé. Độ nhả của phanh rất là tốt, độ chính xác cực cao luôn các bác ạ. Bánh trước và sau của xe thì đều được sử dụng là trục tháo nhanh như thế này, để các bác tháo lắp xe tại nhà nó sẽ dễ căn chỉnh, để các bác có thể tháo gọn xe một cách rất là dễ dàng luôn. Đùm trước và sau của xe thì đều sử dụng đùm nhôm và chạy toàn bộ bi bạc đạn nha các bác. Thế nên là các bác có thể nhìn thấy này, độ trớn của xe sẽ rất là cao, các bác đi sẽ đạt được tốc độ rất là tốt, cũng như là cái độ nhẹ nhàng của xe nó sẽ đảm bảo cho các bác luôn nhé. Phần vành của xe thì sẽ sử dụng cho các bác là vành nhôm cao 4 cm, nhìn rất là thể thao và chịu lực cũng rất là tốt luôn. Nan hoa dạng tròn nha. Và lốp của con này thì sẽ sử dụng là lốp CST Recal. Thông số của lốp thì sẽ là 700 × 28C. Với cái bản lốp 28C này thì vẫn sẽ đảm bảo cho các bác là cái độ êm ái nhất định khi di chuyển, cũng như là cái độ lướt thì nó vẫn sẽ không thuyên giảm nha các bác. Hai bên vân lốp làm phần nhám rất là tốt, bám đường sẽ rất là ok đấy ạ. Chuyển ở phía đằng sau thì em sẽ giới thiệu về bộ chuyển động chính của xe nhé. Line RX550 thì sẽ được trang bị cho các bác bộ chuyển động Shimano Tiara với hai đĩa trước này và 10 tầng líp thả phía đằng sau. Con này sử dụng trục rỗng nhé, đùi đĩa nhôm Sulen. Con này thì tay đề này, chuyển đĩa, chuyển líp đều đến từ nhà Shimano Tiara 4007. Một bộ chuyển động cũng đã rất là cao cấp rồi ạ. Có sẵn pedal rồi nha các bác ơi. Cái con này thì lên số xuống số nó cũng sẽ rất là mượt, cũng như là cái bộ chuyển động của xe thì nó cũng đã rất là nhẹ và êm rồi nha các bác ơi. Em quay thử luôn cho các bác về bộ chuyển động xe nhá. Con này nó đang bị chéo xích này. Khi các bác di chuyển thì các bác lưu ý giúp em một điều rằng các bác đi luôn luôn là trong cái tình trạng là xích của xe tạo thành một đường thẳng nhá. Các bác lưu ý giúp em là các bác đi đĩa lớn với líp nhỏ và đĩa nhỏ với lại líp lớn, để nó có nghĩa là nó khi đi thì nó sẽ nhẹ nhàng này, nó sẽ không tạo ra tiếng kêu, cũng như là cái bộ chuyển động của xe sẽ được đảm bảo không lo vấn đề là bị hỏng hay là bị hư hao về cái phần đĩa và líp của xe nhé. Thế đấy. Đó, bây giờ em sẽ quay thử cho các bác luôn về cái độ nhẹ nhàng của xe luôn nhé. Bánh trước và sau của xe thì đều có phản quang bánh cho các bác rồi, thì trẻ tối nó sẽ an toàn. Con này thì nó cũng có một cái bộ đùm nổ cũng khá là thích nha các bác ạ. Đó, Line RX550 này thì hiện tại em đang có duy nhất một size, đó chính là size 48. Phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m58 trở lên, chạy con này sẽ ok nhá. Cốt yên của xe thì sẽ là cốt yên dạng dẹt và cũng sẽ là nhôm. Có một cái đặc điểm em rất là thích ở cái bản Line này và em cũng đã lên video nói với các bác rất là nhiều lần rồi, đó chính là về phần yên. Yên xe thiết kế dáng vẫn sẽ là dáng thể thao cho các bác luôn nhá. Có ô thoáng khí ở giữa này, nhưng mà yên bọc mút da cực kỳ mềm luôn các bác ạ.
Đó, thế nên là các bác mới chuyển qua chơi bộ môn xe đạp đua, ngồi bàn yên này sẽ rất là thoải mái giúp em. Line RX550 thì hiện tại đang có 4 tông màu chính để cho các bác có thể lựa chọn. Em đang lên đây là trắng cát nhá. Ngoài ra thì sẽ có đen cát này, có xanh navy đậm và có xanh dương nữa. Và bản Line RX550 này giá 17,6 triệu. Hiện tại đang được công ty tặng người dùng lên tới 3 triệu đồng. Thế nên là các bác mua bản xe này chỉ với mức giá là 14,6 triệu thôi nha. Mua xe tại đại lý xe Đào Tâm còn có rất là nhiều những ưu đãi. Đầu tiên các bác sẽ được miễn phí vận chuyển này, tặng kèm phụ kiện xe đầy đủ cũng như là tặng kèm theo quà nữa đấy ạ. Thế nên là các bác đang có nhu cầu về xe thì các bác hãy đến với xe Đào An Tâm để được tư vấn và lên đơn nhé. Bây giờ thì em sẽ qua bản xe thứ hai để các bác có thể lựa chọn này. Và mẫu xe thứ hai trong video của em ngày hôm nay thì sẽ là Xà Vẫy 9.2. Bản này thì với mức giá niêm yết từ công ty hiện tại thì sẽ là 25,5 triệu đồng nha các bác ơi. Một mức giá quá đẹp luôn rồi. Với cái mức giá như vậy thì một bản xe thì sẽ được trang bị cấu hình như thế nào? Thì bây giờ thì em sẽ cùng các bác vào khám phá luôn nhé. Đầu tiên thì Xà Vẫy 9.2 thì sẽ được trang bị thiết kế full carbon Toray T800, bao gồm khung sườn này, phuộc đằng trước, cô tan ly đông và cọc yên thì sẽ đều là carbon Toray T800 và cả vành nữa nha các bác. Đó, con này thiết kế theo dáng khí động học toàn bộ luôn rồi. Có UCI trên phần khung sườn cũng như là phần phuộc đằng trước của xe nha các bác ơi. Phần pô tăng và ghi đông của xe thì sẽ được thiết kế theo dạng liền. Nhìn xe sẽ thể thao và sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Phần ghi đông thì sẽ được thiết kế theo dáng đầu cá mập nhá. Trên phần ghi đông có logo Sava này, rất là đẹp và rất là nổi bật luôn. Dây đi âm toàn bộ. Phần tay đè của xe thì sẽ được sử dụng là tay đè lắc với hai phần lưỡi gai tích hợp phanh luôn. Các bác đi xe để các bác thao tác sẽ rất là nhanh và cực kỳ là gọn luôn đấy ạ. Phía đằng trước cũng có logo Sava nhé, rất là nổi bật luôn. Phần phanh trước và sau của xe thì sẽ sử dụng là phanh đĩa củ dầu. Phanh rất là đẹp luôn. Sử dụng phanh đĩa củ dầu nhé. Con này thì phanh đã rất là nhẹ rồi. Phanh thì, cái phần đĩa phanh thì sẽ có thêm những phần ô như thế này để tản nhiệt này. Trong quá trình di chuyển thì phanh thì nó sẽ gây ra nhiệt, nó sẽ dễ bị bó phanh. Thì con này đã có thiết kế thêm cho các bác những cái lỗ tản nhiệt ở đây rồi. Đó, rất là tốt. Phần vành thì sẽ sử dụng là vành carbon 5cm chính hãng đến từ nhà Sava. Và vành này thì sẽ là carbon nhám nhé. Nhìn vành sẽ rất là đẹp. Lốp thì sử dụng một bản lốp rất là lý tưởng, đó chính là lốp Continental Ultra Sport. Thông số của lốp thì sẽ là 700 x 25C. Trên lốp đây thì nó đã có đầy đủ thông số của lốp rồi. Các bác có thể là tham khảo nhé. Phần đùm trước và sau của xe thì đều sử dụng là đùm nhôm chính hãng đến từ nhà Shimano, kết hợp với bi bạc đạn. Các bác đi xe thì cái độ trớn, cái độ nhẹ nhàng của xe đạt được sẽ rất là cao đấy ạ. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Chuyển ở phía đằng sau em giới thiệu về bộ chuyển động xe nhé. Bộ chuyển động của Xà Vẫy 9.2 thì sẽ trang bị cho các bác là 2 đĩa trước và 11 tầng lip thả phía đằng sau. Còn này thì đùi đĩa này, chuyển đĩa, chuyển lip, lip và tay đè thì sẽ là của Shimano 105R7000. 5 món Shimano 105R7000 nha các bác. Và một món Shimano, đó chính là đùm trước và sau đấy ạ. Trang bị cho các bác hàng loạt những cấu hình rất là cao cấp rồi. Đĩa lớn thì sẽ là 50-34T. Và lip sau thì sẽ là 11 tầng lip Shimano, rất là sáng, rất là sắc nét luôn nha các bác ơi. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Các bác có thể nhìn chi tiết về các chi tiết của xe nhé. Phần cọc yên thì cũng sẽ là cọc yên carbon, sử dụng ốc lục lăng để điều chỉnh độ cao thấp luôn nha. Phần yên thì sẽ sử dụng là yên Sierra San, có ô thoáng khí ở giữa này. Đó, thiết kế dáng rất là thể thao cho các bác luôn. Em đang giới thiệu cho các bác đây là màu bạc size 44 nha. Logo Sava rất là đẹp, viền vàng, rất là nổi bật đấy ạ. Và hiện tại thì em đang còn rất là nhiều màu để cho các bác có thể lựa chọn nhé. Size 44 của xe thì sẽ phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m58 đến 1m67-68 đổ lại. Còn size 47 của xe thì sẽ phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m67-68 cho đến 1m8 nha các bác ơi. Đó, size 44 dòng đứng sẽ là 44, ngang 50. Còn size 47 thì dòng đứng 47, dòng ngang 52.5. Nếu bác nào mà chưa biết chiều cao của mình phù hợp với size bao nhiêu của xe thì alo trực tiếp bên em để được bên nhà em hỗ trợ tư vấn về size số để các bác lựa chọn size nó phù hợp hơn nha. Size 44 của xe thì hiện tại em đang còn khá là nhiều màu. Em đang còn bạc này, và còn xanh tím đổi màu, cũng như là màu đỏ. Còn size 47 thì em đang còn đen và còn đỏ nha các bác ơi. Các bác có thể lựa chọn màu phù hợp với sở thích cũng như là với cá tính của mình nhá. Con này giá niêm yết là 25,5 triệu rồi. Và đây các bác ơi, đây chắc chắn là cái điều mà các bác đang mong chờ nhất ở trong video của em ngày hôm nay, đó chính là món quà đặc biệt nhá. Đây camera có thể quay gần lại đây để các bác có thể xem này cái món quà của em ngày hôm nay.
Đó. Hai bản xe ngày hôm nay nếu bác nào đặt thì em sẽ tặng kèm cho các bác một món quà rất là đặc biệt. Đó chính là một cái giá để xe nha các bác đang nhìn thấy trong video đây. Giá để xe này thì nó sẽ được làm bằng nhôm, rất là chắc chắn rồi. Cái giá này thì sẽ là giá đỡ ở phần càng sau của xe như thế này, để khi các bác nào mà lắp xe này hay bảo dưỡng xe thì các bác có thể là quay bánh sau như thế này để căn chỉnh xe, cũng như là để trong nhà nó cũng sẽ rất là đứng dáng và rất là đẹp. Đó. Đó là về phần quà đặc biệt của em ngày hôm nay nha. Bác nào mà đang ưng ý về một trong hai bản xe thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em để có thể được tư vấn và lên đơn trực tiếp luôn. Và nếu mà bác nào mà đang cần về cái mẫu giá để xe này thì hiện tại bên nhà em cũng đang có để có thể là đưa tới phục vụ cho các bác nha. Và video của em ngày hôm nay cũng khá là dài rồi, thế nên là em xin phép được kết thúc video ở đây. Chào và hẹn lại các bác trong video lần sau.